Và tôi nghĩ rằng là cái ví dụ này để cho các bạn thấy rằng có thể là trong cùng một ngành công nghiệp thì chúng ta vừa có thể là làm kinh doanh hoặc là chúng ta cũng có thể làm khởi nghiệp được, chứ không phải là nó phải là công nghệ thì mới là khởi nghiệp, hay là nó là bán hàng thì nó là kinh doanh. Hey, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề mà tôi hay nói đến, đó là kinh doanh. Thì chúng ta sẽ nói về việc so sánh giữa kinh doanh và khởi nghiệp. Gần đây thì khởi nghiệp được nghe đến khá là nhiều trên tất cả các kênh truyền thông, không những là Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy. Cách đây khoảng từ 5 đến 10 năm là chúng ta đã nghe đến rất là nhiều các công ty khởi nghiệp. Ở nước ngoài thì chúng ta nghe thấy đến là Uber, là Airbnb. Và trong 10 năm đổ lại đây thì cái số lượng mà gọi là unicorn startup, tức là những cái công ty khởi nghiệp kỳ lân ấy, được định giá trên 1 tỷ đô thì là nhiều nhất trong mọi thời đại. Và cái bức tranh về những người mà kiếm được rất nhiều tiền, những công ty bán được cả tỷ đô, nó biến thành một cái tương lai được mọi người rất là mong đợi. Vậy thì chúng ta cần phải xem là tại sao khởi nghiệp nó lại được như vậy, và thế thì khởi nghiệp khác kinh doanh ở chỗ nào? Trước khi mà chúng ta nói đến sự khác nhau ấy, thì chúng ta hãy nói đến sự giống nhau trước đã nhé. Dù là kinh doanh hay là dù là khởi nghiệp ấy, thì có một cái điểm chung lớn nhất, đó là các bạn phải đầu tư tiền bạc và công sức vào, các bạn chấp nhận một lượng rủi ro để chúng ta đổi lấy một cái lợi nhuận sau này. Thậm chí đó cũng là định nghĩa của khởi nghiệp cách đây khá là lâu rồi. Thế nhưng mà cái định nghĩa khởi nghiệp bây giờ nó thay đổi một chút. Và tôi nghĩ rằng là cái định nghĩa này là rất là đúng, dù là kinh doanh hay dù là khởi nghiệp, dù là các bạn có một cái lý do gì đi chăng nữa, thì cuối cùng đến cuối ngày ấy, thì cái sự quan trọng nhất đó là các bạn phải kiếm được tiền và các bạn phải bán được sản phẩm của mình thì các bạn mới khởi nghiệp và kinh doanh, đúng không? Vậy thì kinh doanh và khởi nghiệp khác nhau ở đâu? Tôi nghĩ rằng là ở trong kinh doanh ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công nghệ có sẵn, những cái phương pháp có sẵn để chúng ta cố lấp trống vào một cái khoảng trống nào đó ở trong một cái ngành nhất định. Ví dụ như là chúng ta có thể mở những cái quán cà phê tại những cái khu vực địa lý mà chưa có quán cà phê nào cả. Hoặc là đơn giản là ví dụ như là Asanzo, họ nhập TV ở nước ngoài về, họ lắp ráp tại Việt Nam và họ bán với giá rẻ tại những cái thị trường mà còn chưa có TV giá rẻ đó, ví dụ như là thị trường miền Tây chẳng hạn. Thì đó là cách mà Sanzo đánh vào cái thị trường TV giá rẻ. Vì thế tôi nghĩ rằng đó là những cái mô hình kinh doanh, tức là chúng ta sẽ sử dụng những công nghệ có sẵn và chúng ta cố tìm một cái điểm trống đó trong xã hội, ví dụ như là về khoảng giá, về phương pháp làm để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận từ đó, thì đó gọi là kinh doanh. Còn khác với đó một chút đấy thì đó là khởi nghiệp. Khởi nghiệp thì tập trung hơn vào cái việc là chúng ta phải thay đổi cái nhận thức của con người, chúng ta phải tìm ra một cái công nghệ mới nào đó, hoặc là chúng ta tìm một cái phương thức để thực hiện một cái việc nào đó khác hẳn hoàn toàn so với cách cũ để chúng ta làm cái việc mới. Và đương nhiên với cái việc là chúng ta phải thay đổi cái nhận thức của con người hoặc là phải tìm ra một cái gì đó đột phá thì nó đồng nghĩa với cái việc là rủi ro thất bại nó sẽ cao hơn, vì không những là công nghệ của các bạn còn đang trong cái thời kỳ mà phải phát triển mới, mà các bạn còn phải giáo dục lại thị trường, các bạn phải hướng dẫn người sử dụng đây là một cái công nghệ mới. Và bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng như là cái quá trình ở Việt Nam mà chúng ta làm quen với cái việc là sử dụng công nghệ đặt xe qua điện thoại thì nó mất bao nhiêu năm, thì chúng ta cũng sẽ thấy là khởi nghiệp nó có cái rủi ro và tốn tiền đến mức như thế nào. Ví dụ với một vài cái ngành như là ngành đặt xe chẳng hạn, trong ngành khởi nghiệp chẳng hạn, mặc dù là gọi là công nghệ đặt xe thế nhưng mà họ mất rất nhiều tiền và cái đội ngũ bán hàng và phát triển thị trường để họ có thể giáo dục được thị trường. Ví dụ như tại Grab thì sẽ không có cách nào khác ngoài cái việc là phải giảm giá rất là nhiều dành cho khách hàng để khách hàng có thể sử dụng cái dịch vụ của họ cho đến khi mà cái việc đặt xe qua điện thoại nó biến thành một cái thói quen. Hôm nay thì tôi muốn đi một cái ví dụ, và tôi nghĩ rằng là cái ví dụ này để cho các bạn thấy rằng có thể là trong cùng một ngành công nghiệp thì chúng ta vừa có thể là làm kinh doanh hoặc là chúng ta cũng có thể làm khởi nghiệp được, chứ không phải là nó phải là công nghệ thì mới là khởi nghiệp, hay là nó là bán hàng thì nó là kinh doanh. Gần đây thì chúng ta cũng đã nghe thấy cái tin về VinFast làm xe rất là nhiều, độ một năm đổ lại đây khi mà VinFast bắt đầu lên báo chí, lên các TV về việc là VinFast là hãng xe của Việt Nam. VinFast khát vọng đưa Việt Nam tự hào gia nhập ngành công nghiệp chế tạo xe toàn cầu. VinFast mãnh liệt tinh thần Việt Nam. Hãng xe tiên phong của Việt Nam. Vậy thì VinFast là kinh doanh hay là khởi nghiệp? Tôi thì tôi nghĩ rằng VinFast là công ty kinh doanh sử dụng những công nghệ có sẵn, ví dụ như là VinFast đã mua bản thiết kế của BMW, đã sử dụng công nghệ của BMW mua lại xí nghiệp của Chevrolet tại Việt Nam, thì đó hoàn toàn là những công nghệ có sẵn, nhưng mà họ sẽ lấp vào một cái khoảng trống, đó là bán xe cho người Việt và bán xe nó sẽ giá rẻ hơn. Ví dụ như là khi mà chúng ta mua một chiếc xe BMW thì nó sẽ đắt hơn khoảng tầm từ 20 đến 30% so với chúng ta mua một chiếc xe của VinFast. Ngoài ra nữa thì là nếu mà chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta một phần nào đó chúng ta sẽ yêu nước hơn khi mà chúng ta mua một cái sản phẩm của VinFast. Vậy thì VinFast là một công ty kinh doanh. Đồng thời như vậy thì cũng có các cái công ty khởi nghiệp tập trung vào cái mảng ô tô. Chắc hẳn là các bạn cũng đã nghe thấy xe Tesla, và cái công ty này là một công ty khởi nghiệp về ngành
xe hơi, tôi không biết là dùng cái từ xe hơi nó có đúng không nữa. Thế nhưng mà công ty là tập trung vào cái việc đó là đột phá trong ngành xe hơi. Họ không không sử dụng cái xe đi bằng xăng nữa mà họ sử dụng xe điện. Thì cái việc này là cái việc thay đổi hoàn toàn cái nhận thức của con người về cái việc là đi xe. Và trong ngắn hạn thì con người chúng ta vẫn tập trung vào cái việc là chúng ta đi xe sử dụng năng lượng không tái tạo, đó là xăng. Còn Tesla thì tập trung vào hơn vào cái việc là sử dụng năng lượng tái tạo được, tại vì điện thì có thể tạo ra được từ những nguồn năng lượng của thiên nhiên, ví dụ như là gió hay là nắng hay là thủy điện. Vậy thì họ sẽ tập trung vào bức tranh dài hơi hơn, đó là họ tập trung vào cái bức tranh là 10 năm, 50 năm nữa, khi mà cái năng lượng không tái tạo được từ xăng, từ dầu nó giảm bớt đi thì xe chạy bằng điện sẽ lên ngôi. Và họ sẽ phải thay đổi cái mô thức này từ những cái người đầu tiên chấp nhận cái sản phẩm của họ cho đến về sau, cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy như rằng là năng lượng điện sẽ là cái năng lượng mới là cái năng lượng dài hạn. Vậy thì Tesla phải gọi vốn rất là nhiều và họ sẽ phải mất rất nhiều tiền trong cái công cuộc là đầu tiên là họ phải, trước khi mà sản phẩm ra thị trường, họ phải nghiên cứu rất là kỹ đã, và họ sẽ phải sản xuất cái xe của mình để bán thí nghiệm xem là thị trường họ có chấp nhận cái xe của họ hay không. Tại vì Tesla không những là một cái chiếc xe điện mà còn là một cái chiếc xe điện cao cấp và cạnh tranh trực tiếp được với những cái mô hình của xe xăng, đó là họ tăng tốc nhanh như xe xăng và họ chạy được cái độ đường dài như xe xăng, và tất nhiên rồi phải cạnh tranh với giá thành giống như xe xăng. Vậy thì họ sẽ phải vừa nghiên cứu, và thậm chí là trong giai đoạn đầu thì họ bán không lấy lãi, vì họ biết rằng là nếu mà họ bán lấy lãi, họ bán đắt hơn xe xăng ấy, thì mọi người vẫn mua xe xăng. Xe hơi đó là một cái ví dụ mà chúng ta thấy là chúng ta vừa có thể làm kinh doanh hoặc là chúng ta có thể làm khởi nghiệp vì những cái sự khác biệt mà tôi vừa nói. Vậy thì khi mà chúng ta làm kinh doanh hay làm khởi nghiệp thì chúng ta sẽ phải đặt những câu hỏi như vậy: cái rủi ro mà chúng ta đang có là bao nhiêu, chúng ta đang thay đổi thị trường đến mức nào, để chúng ta xem là chúng ta đang làm kinh doanh hay làm khởi nghiệp. Và khi nào mà chúng ta trả lời được cái câu hỏi đó ấy, thì chúng ta cũng sẽ vạch ra được cái hướng đi đúng hơn. Tại vì tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta làm khởi nghiệp mà chúng ta nhầm là chúng ta làm kinh doanh ấy, thì chúng ta sẽ bị đánh giá thấp một số cái chi phí, ví dụ như là chi phí giáo dục thị trường, chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Và nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta đang làm kinh doanh thì chúng ta có thể là đang coi nhẹ cái rủi ro mà chúng ta đang làm, và nó rất dễ là dẫn đến cái sự thất bại không đáng có. Vì có thể là chúng ta đang làm một công ty khởi nghiệp ấy, thì chúng ta cần phải đánh giá cao hơn cái sự rủi ro, và chúng ta cẩn thận hơn trong việc là sử dụng tài chính để chúng ta đạt được những cái mục tiêu. Xin chào bạn. Nếu bạn đã xem đến hết video này rồi ấy, thì hãy bấm vào nút subscribe và bấm vào nút chuông để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhé. Xin cảm ơn.